Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 94 là Hán sống. Lúc bấy giờ tại Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải có vị pháp sư Vô Tận được người ta xưng là Hán sống. Nhưng vừa gặp mặt, hòa thượng đã quyết đoán vị La Hán sống này sắp sửa chết đến nơi. Hòa thượng kể: Dân quốc năm thứ 36, ở Trung Quốc có một vị La Hán sống gọi là Vô Tận. Vị La Hán này có bản lãnh gì? Ông ta có thể niệm chú Đại Bi để trị bệnh, bất cứ bệnh gì ông cũng trị được hết. Có thể nói thầy ta hiện đại thần thông ở Phổ Đà Sơn. Lúc bấy giờ có hơn 500 vị xuất gia ở Phổ Đà Sơn. Nhưng vì năm đó không có bao nhiêu khách thập phương viếng chùa, nên 500 vị thầy này không có tiền phải xuống núi. Vị La Hán ở nơi đó trị bệnh rất được người ta tin tưởng. Này lại làm nghĩa vụ sắm hai chiếc thuyền đưa hơn 500 vị thầy đó đến Thượng Hải. Như vậy danh tiếng ông càng vang dội. Lúc đó ở Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải không ai mà không nghe đến danh vị La Hán sống này. Có một số quan chức đã tin ông, nên dân chúng càng tin ông hơn. Ngoài ra còn có một số người xuất gia, tài gia trong Phật giáo cũng tôn sùng ông ta nốt. Có lần tôi gặp ông ta ở niệm Phật đường Linh Nham Sơn, Tô Châu. Thấy tướng ông cũng không tệ, giống như một La Hán ăn mặc rách rưới. Nhưng vừa nhìn qua tôi biết ngay vị La Hán này đã gần chết rồi. Lúc đó tôi hỏi ông: Thầy là La Hán sống phải không? Ông nói: Thật không dám nhận, có số người gọi tôi như vậy. Tôi nói: Thầy có bản lĩnh gì mà được gọi là La Hán sống vậy? Tôi trị bệnh cho người ta. Thầy nên trị chút bệnh của mình trước đi. Thầy đã trị cho mình hết bệnh chưa? Ông ta nhìn tôi chăm chăm nói: Tôi bị bệnh gì? Tôi nói: Thầy có bệnh cầu danh, tương lai sẽ có thêm bệnh cầu lợi. Thầy trị bệnh cho người ta, nhưng sau này sẽ không có ai trị bệnh cho thầy đâu. Tôi nói thật cho thầy biết, nếu thầy còn trị bệnh cho người ta, còn hiển bày thần thông này nọ, thì thầy nhất định sẽ bị đọa, hoặc tạo tội, hoặc không được làm người xuất gia nữa. La Hán sống nghe xong liền tới trước mặt tôi. Tôi nói: Thầy làm gì vậy? Ông đáp: Nếu tôi đọa lạc, tôi cầu xin thầy hãy cứu độ tôi. Ông ta đã không hỏi tôi cách thức làm sao mới không bị đọa lạc, mà chỉ nói đợi đến khi nào ông ta bị đọa lạc rồi hãy cứu độ cho ông ta. Ôi, lúc đó tôi không có nghĩ gì thêm, liền nhận lời, nói: Được, khi nào thầy đọa lạc thì tôi sẽ cứu độ thầy. Khi đến Hồng Kông, tôi gặp lại La Hán sống đó. Quả nhiên y không phải là La Hán sống, mà đã biến thành phàm phu, không còn là người xuất gia nữa. Tôi vẫn nhận ra ông ta. Tôi nói: Hiện ông ra sao thế? La Hán sống của ông chạy đi đằng nào rồi? Tại sao ông lại ra nông nỗi này? Ông nói: Đều là tại thầy. Tại thầy trù tôi đọa lạc, nên tôi mới bị đọa lạc đó. Nếu thầy không trù như vậy, chắc tôi không đến nông nỗi này. Lời nói của thầy linh thiệt. Thầy nói tôi đọa lạc là tôi đọa lạc ngay đó. Tôi nói: Tôi đã hứa với ông, nếu ông đọa lạc thì tôi sẽ cứu ông. Vậy ông nay có còn muốn xuất gia nữa không? Ông ta nói: Xuất gia, tôi không có đồng nào. Tôi nói: Ông không có tiền, tôi sẽ cho ông tiền để ông đi xuất gia. Tôi lại độ cho ông ta xuất gia. Lúc đó có người cung kính ông ta như Phật sống. Sau mỗi khóa công phu khuya, công phu chiều là bái lại ông ta dài dài. Tôi nói với người đó rằng: Ông nên cẩn thận một chút, ông mà cung kính thầy đó như vậy, rất có mồi thầy ta lại sẽ sa đọa. Quả nhiên sau đó La Hán sống này lại bỏ đi. Tôi thấy có rất nhiều người tu hành như La Hán sống đây, cũng ngủ ngồi và trì ngọ, nhưng cũng đọa lạc như thường. Cho nên tu hành không phải là chuyện dễ. Ha ha ha, 问什么的说